con xin kính chào ông bà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê em An Giang nha. Mấy em nhỏ là thèm ăn bánh nên là hôm nay mấy chị em mình ra cái slang này làm bánh cho mấy em nhỏ ăn nha. Thì bánh này là nhà làm bánh tự chế. Này là bánh gồm có là đây là bột mì ngang này, cái này nhiều quá xíu nữa mình sẽ dùng phân nửa thôi. Rồi đây là trứng hột gà, còn đây là ống đường thơm, là còn gọi là ống vani để cho cái bánh nó thơm. Còn này là mè nha. Rồi nguyên liệu thì chỉ có nhiêu đó thôi à. Rồi chảo hồi nó bắt lên rồi chế dầu vô là bắt đầu mình khuấy bột, rồi là mình để vô trong chảo là mình chiên thôi. Thì cái bánh này là bánh bột mì chiên trứng. Thì bột mì trứng chiên hoặc mì chiên trứng gì cũng được. Thì nó gồm có bột mì với trứng thì mình kết hợp lại mình đặt ra cái tên thôi. Rồi bây giờ chị Ngọc sẽ bắt đầu ấy bột nha. Ba Ngân ơi nhóm lửa nhìn chị Ngọc nha. Rồi đây, để bột vô trong thau. Lấy cầm hai cái giấy này giùm chị đi, chị để bột. Bột mì. Nhân mà trời. Nhiều quá. Này nửa bịch cho mình làm được nhiều lắm đó. Cái này á là khi mà mình chiên á nó nóng nó vàng ha, là bắt đầu là nó sẽ phình lên như cái bánh tiêu vậy đó. Rồi bột này mình để vào đây đi, tiếp theo đó là mình đập trứng rồi đó. Cơ bắp không? Ai muốn luyện cơ bắp không? Em đây. đánh cái trứng cho tới khi nào mà nó bong lên nha, mà nó lên bọt đó là nó tan ra hết đều á. Ngân ơi. Ngộ độc khói Ngân ơi. Mới được nha. Rồi bắt đầu mình mới để vô khoảng 2 muỗng đường cát. Rồi đánh tiếp tục đánh cho nó tan đường hết. Rồi bắt đầu mình mới để vô trong cái thau bột này. Rồi là khuấy đều lên. Nhưng mà nó còn đặc quá thì mình cho thêm miếng nước nữa. Rồi để ống đường thơm vô. Có đi về như Giang ơi. Sao tắt mắt tiêu rồi Ngân? Lên chưa? Bắt cái chảo lên được rồi đó. Là nó bông lên rồi nè. Được rồi nè. Giờ chị bắt đầu để vô trong thau bột. Đó, nó phải bông lên vậy đó. Nhưng mà trước khi để vô trong thau bột là mình phải cho thêm 2 muỗng đường. Rồi, để chị Ngọc lấy 2 muỗng đường nè. Để vô xong rồi mình đánh cho đường nó tan hết. Rồi mới bắt đầu mình để vô trong thau bột. 1 muỗng. 2 muỗng. Rồi. Đánh lên cái nữa đi. Đó. Mấy chị này làm gì đây? Đang thử thách nhảy chị. Nhảy đi không bắt chết. Nhảy qua bển chơi gì không mấy đó? Hái gì vậy? Hái lục bình cho nhà trò hay gì? Hái lục bình bán bánh mì hả?
Làm cho chị Ngọc hai bánh mì đi. Ok, có sẵn đây. Bánh mì bánh mì lộn, chị Ngọc muốn ăn bánh mì gì? Bánh mì thật. Có bán hai ổ mì pate chả lụa nha. Thôi, từ từ để nó đi. Chưa xong cái này, cái đã xong phần bột cái đi. Rồi ăn đồ vô. Xong rồi đi học. Tan đường hết chưa? Dạ. Chị Ngọc để vô nè, cưng bắt đầu cưng quậy bột lên nha. Dạ. Đừng có cho nó bị ốc trâu nha. Thì lấy cái giá quậy hay lấy cái đũa quậy để sao cho nó đi. Sao cho nó nhuyễn hết, cho nó tan hết. Dạ. Kìa. Rồi quậy lên. Đánh lên. Mịn ha. Dạ. Bột mì mịn. Chưa. Đánh cho đều lên đi. Dạ. Đánh hết phần bột luôn hay giờ sao vậy? Đúng rồi. Ok. Rồi đã quá. Mịn. Để ống đường thơm vô cho nó thơm, thơm với bánh. Ngoài đi. Hết rồi ha. Dạ. Cái chảo dầu lên nóng rồi phải không? Dạ. Giờ mình để vô mình chiên nha. Bột nó sệt dính. Phình lên kìa. Phình lên không gian. Tôi thấy cái nhỏ hết á. Coi chữ cưng chở. Dạ. Anh chị em đâu đủ nữa. Nó vàng đều cái bánh nè. Cái kia được chưa nghe, chở cái gì? Cái gì? Cái gì?
dẫn. Đó, coi cái nào vàng được rồi gấp ra đi Giang ơi. Ui, nhìn cái bánh nó phình lên này hấp dẫn quá à. Đúng là mấy chị em mình có tài năng. Ngon, hấp dẫn quá. Gắt mè lên nữa là hết sảy. Tiếp tục. Bánh buồn lòng quá khóc. Buồn lòng quá khóc. Giấc này ở ngoài nắng quá, mấy chị em mình về vô trong đây cho nó mát. Mấy đứa nhỏ chơi bán nhà trọ bán nè, chơi nhà trọ bán hàng bên nè. Trong cái thao bột luôn. Ngân nói tổn thương quá khóc luôn. Trời ơi vậy chứ bộ. Chiên nó thở à. Cho chị Giang thở gì chưa. Muốn xỉu luôn á. Ôi nó tự lên luôn rồi kìa. Gơm gơm gơm. Quán vô cây. Già nó quá. Chị sống mình. Rồi lấy cái giá đè. Cái này nó coi chừng được rồi nè. Nãy thì mình nó tròn. Bây giờ thì cái hình nó dẹp. Ăn đủ hình hết á. Ừ. Thôi rồi thôi. Đúng. Bịt lỡ rồi. Trời ơi mình ăn nữa. Chân 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 chân. Họ mất mấy cái thôi chỉ có được. Ây da. Nóng rồi. Rồi thì mình chơi gì đi mấy đứa? Chơi xuống sùm xích lọ đi. Chơi xuống sùm xích lọ hả? Chơi luôn. Chơi luôn. Chị Ngọc. Chơi trước đi trước. Em nào. Chị hỏi chị hỏi với Hồng Nguyên. Cưng Nguyên Hồng Nguyên trước đây chị Ngọc chiên bánh. Xong rồi chị Ngọc chơi. Thang không? Chị thang không? Không. Tầm người. Ngăn á. Im đi. Thang thang. Lộn luôn. 1, 2, 3. Này thì ngăn á, ngăn. Rồi. Rồi. Mấy mà luôn. Đen thôi, đã quên đi. Nhét ngay lỗ mũi á, ngay lỗ mũi. Được chưa? Này được rồi. Trời rồi. Trời ơi. Lấy bà táo thiệt luôn á. Để lấy bà già Dương Tỷ nè. Rồi luôn. Tăng 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 tăng. Nữa. Vậy là nhỏ cái dây. Thôi lời này cục này nó không có được hên cho lắm. Trời ơi. Vét cho máy lên, chét cho nó đã. Chị Ngọc chơi chị Ngọc ơi. Em chơi ngày chơi. Nha, em chơi ngày chơi. Ngọc chơi. Chơi chị Ngọc nè. Chị Ngọc chơi. Chị Ngọc chơi. Chị Ngọc chơi. Chị Ngọc ơi. Ba. Ba. Kìa. Chết rồi mẹ. Ủa sao không có nghe lạ gì hết trơn vậy?
kiếp con ra có lại gì vốn. Nè chị Ngọc nhanh vì chị muốn chết nè. Đây chị có họ nè, chị kiếm họ. Cái bà không thúi rồi. Một, hai, ba, ba, ba. Rồi. Gò má nè, gò má nè. Giờ coi cái chảo bánh. Rồi. Rồi tự chết cái mặt luôn rồi. Nó đỏ. Màu ạ. Trời ơi. Thôi sương sương ơi. Cứ còn lên đi. Tỉnh phấn cho. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi bạn ơi. Tuyệt vọng. Điên thôi, đảo quên đi. Từng chúng như cái đó. Cục than nè chị Ngọc. Chiếc bột nha. Thôi hết rồi quay. Nè cục này nè. Thôi chị không có chơi, chị xin rút lui. Làm đi lỡ, cục lỡ chứ. Dương Tý. Dương Tý. Sao từ đến ra lại. Mà tôi chứ. Nhăn nó bả lắm rồi. Xìm bao. Hoài luôn bây giờ đen nè. Dạng mặt chị chính. Thôi đừng có dụ chị. Dễ ghê. Đen thôi đó quên đi. Sống trên đời nó nhất. Đen mặt hết trơn đi nó mới vui. Cái gì? Kìa, nhà ngủ kìa. Xuống đây em. Xuống đây em. Nè. Ngăn chơi không? Không chơi. Xảy lắm rồi. Thua rồi. Chứ chị Ngọc mới đấu lại ngắn thôi. Mới vô là nhỏ te thua rồi. Rồi luôn mà em chắc bấy nhảy luôn á. Quên. Thì lố luôn lắm, thằng lắm. Chết luôn. Ê, à, cháy như cổ nè. Em chết ở đâu bây giờ? Trời ơi, cái bao xuống rồi. Đều hả vậy? Cái có mẹ, cái không có hả? Dạ. Tại mẹ nó... Cái này thấy lên trên mặt nè. Dạ. Có cái có mẹ, có cái không có mẹ. Tại cái sau này là chỉ gắt mẹ lên trên mặt đó nè. Nó thấy hình như nó chìm vô bột luôn á. Dạ, đúng rồi. Nó chìm vô bột luôn. Nó trong bột. Ờ, vợ lên về thì thấy nè. Dạ. Cái nó không có chìm vô đó. Dạ. Do là mấy em đòi ăn bánh nè, nên là tự chế, tự suy nghĩ ra, tự làm luôn. Cho mấy em ăn cho đã thèm. Ăn cho đã thèm nha. Rồi, giờ con kính mời ông bà cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn ăn bánh bột mì chiên trứng với mấy chị em con nha. Con mời Tám, mời cô Dung. Rồi, để Tám chia ra cây lấy bé bên kia. Nè, mấy đứa từ từ lấy đi con. Lấy đi, đưa từ từ lấy đi. Tám, thử Tám. Nè cô, Tám ăn nữa. Nè, nha. Nãy Tám cũng có thử rồi. Bánh cổ của ơi. Cậu làm gì vậy? Gán đi nữa con làm cái đường đẩy xe tới đây luôn. Làm được bắt qua, làm chứ ăn rồi à. Múc cao lên rồi cái mình đổ đan rồi chạy xe tới chỗ luôn. Dạ. Còn đang ăn cậu ơi. Dạ.
Sao được Ngân? Được không? Không ngon lấy lại sao? Ăn miếng nè cậu, ăn miếng bánh đi. Bánh Ngọc nó chế nè. Ngon dữ dằn nè. Cậu mời cậu ngồi đi cậu. Để nó cho cậu ngồi xuống. Ngọc kêu bằng ông chứ, Ngọc kêu bằng ông. Ông. Ừ, đúng rồi. Không lúc mà. Ồ, bánh Ngọc mà ngon dữ. Dạ. Ngày cắt mấy đội cậu? Hai đội thôi. Dạ. Bò còn nhỏ hả? Nhỏ. Ngày ba đội sắp bán. Ba bốn đội. Dạ. Mẹ hình như là đợi tám với cùng dùng đi trắng cho mấy đứa làm. Ngon không à, đúng không? Có ý đồ chứ không? Có gì đâu. Tập làm phải không? Nói chung là tập làm rồi đó. Thử cái món này, thử món kia phải không? Ăn con mấy đứa ăn đi. Ăn để to hết chân. Ăn cà ghẹ đúng không? Biết ăn cà ghẹ mà đúng không? Tôi nhớ mình ăn được hết phải không? Mình biết tấm đặc. Tấm đặc càng ghẹ. Rồi càng ghẹ mấy đứa thích ăn cái gì? Càng ghẹ càng me. Qua cũng ăn ăn chỉ cá qua rồi. Qua nương phải không? Ừ. Qua quay ở đó ăn luôn. Dạ. Ăn chứ vô đó ba luôn mọi người. Qua có một cá sao một hết bự gì á, cũng hơi ám. Cá tai tượng không cậu? Bự nhưng mà giáp. Dạ. Cá cái giá cá hiện tại của mình cá con là bao nhiêu cậu biết không? Trước thì có 2.000, tao lo lên nó mua nó đầu 3.000. Cá tai tượng nha. Rồi giá hiện tại là 3.000 hả? Chắc giờ nó mới đám 3.000 quá. Còn cá thác lát? Lát 3.500. Cá thác lát 3.500 nữa. Ừ. Nuôi đó là bao nhiêu tháng nó mới bán được cho lái hay cậu? Chỗ này bán được là giáp năm. Ủa tới một giáp năm hả? Ừ. Vậy con tưởng là 6 tháng chứ. Đâu có, giáp năm. Mình cho ăn nhiều thì nó mau lớn, lao thì nó cầm hơi luôn. Dạ. Mà mới mua vậy, lao cũng cho ăn rồi bỏ thí lưỡi mẹ. Sao này nó mới cho ăn. Dạ. Rồi. À, cả nhà ơi, video của con đến đây đã kết thúc rồi. Con xin chân thành cảm ơn ông, bà, cô, chú, anh chị cũng tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video của con nha. Con xin chào và hẹn gặp lại. Chào luôn. Bye bye.